Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-90mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 6 tiếng. Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 20 tháng 10, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Chiều tối và đêm ngày 20 tháng 10, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo, từ đêm ngày 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, khu vực từ Nam Nghệ An Bình Định có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét. Sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Đêm ngày 20 tháng 10, ngày 21 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Ngoài ra, đêm ngày 20 tháng 10, ngày 21 tháng 10, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo, đêm ngày 21 tháng 10, ngày 22 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m, độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết đêm 20 tháng 10, ngày 21 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối 20 chiều ngày 21 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 30-33°C. Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối 20 và chiều ngày 21 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C. Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối 20 và chiều ngày 21 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C.